Ngày 19 tháng 4, đoàn liên ngành thành phố làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm phường Nam Khê và Quang Trung về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Trong những tháng đầu năm, trên địa bàn phường Quang Trung, Nam Khê không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra. Đa số các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm đã có ý thức hơn trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong thời gian tới, để làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phường Quang Trung, Nam Khê tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra giám sát mẫu thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, tổ chức ký cam kết khám sức khỏe cho người trực tiếp sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường. Cũng trong chương trình, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng, hai cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường Nam Khê, Quang Trung. Qua kiểm tra, các cơ sở cơ bản chấp hành quy định của nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, có giấy chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, đoàn cũng đã nhắc nhở các cơ sở cần tiến hành lưu mẫu thực phẩm theo quy định sắp xếp bảo quản thực phẩm chưa qua chế biến đảm bảo vệ sinh đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng cần bán đúng danh mục sản phẩm đã đăng ký kinh doanh theo quy định